Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Diễm Quỳnh liều mạng cứu sống Đăng Lì. Mời các bạn cùng xem tập 39, kế hoạch hoàn hảo. Vì muốn nhanh chóng cứu ông Hùng Cường ra khỏi tay của Đăng, bà Thành đã tìm mọi cách để có thể nhanh chóng bán đi nhà hàng đó rồi gom tiền. Nhưng kế hoạch của bà Thành đã bị bà Ái Phương phát hiện được. Và bà ta đã cho người giả làm khách hàng để xem bà Thành cần bán nhà hàng đó gấp đến mức nào. Khi bà Thành nói chuyện với khách, dường như bà ta không có một chút cảnh giác nào cả. Và mặc dù bị khách hàng ép giá rất nhiều, nhưng bà Thành cũng không còn cách nào khác chấp nhận chịu lỗ, để nhanh chóng bán nhà hàng đó đi. Cuối cùng, thì giao dịch cũng thành công. Người đàn ông được bà Ái Phương thuê ngay sau khi xong việc đã tìm đến chỗ của Khang để lấy tiền công. Hành động này của bà Ái Phương đã bị Đăng phát hiện. Đăng bắt đầu suy nghĩ, tại sao bà Ái Phương lại cố tình cho người giả làm khách hàng để nói chuyện với bà Thành làm gì? Không lẽ là bà Ái Phương đã phát hiện ra kế hoạch của Đăng rồi hay sao? Trong khi đó, thì bà Ái Phương đã tìm đến để gặp em gái của mình và hỏi em gái tại sao lại cần bán gấp như vậy. Bà Thành ngay lập tức chối bỏ, nói rằng mình không muốn kinh doanh nữa nên bán lại thôi, chứ không có gấp gáp gì hết. Nhưng bà Thành không ngờ là bà Ái Phương đã biết hết chuyện. Bà Thành cần bán nhà hàng gấp với giá lỗ như thế nào? Nhưng bà Ái Phương không phanh phui ngay. Bà Ái Phương gặp Khang và giao cho Khang một nhiệm vụ quan trọng. Chắc chắn là Khang có thể bắt được người đứng đằng sau để giật dây bà Thành. Tối hôm đó, Đăng đứng ở ngoài để xem tình hình bên trong như thế nào. Xem thử bà Thành có chút được việc bán nhà hàng này hay không. Đăng mãi mê nhìn lén, thì từ đằng sau một bàn tay đặt lên vai của Đăng khiến cho anh ta giật mình. Không ngờ người đó lại là Khang. Đăng thấy nguy hiểm, nên ngay lập tức tìm cách bỏ chạy. Nhưng Khang đã kịp thời túm lấy áo của Đăng. Lần này, thì Khang quyết định sẽ đem Đăng về cho bà Ái Phương. Không ngờ Đăng lại có thể ăn gan hùm, dám dùng ông Hùng Cường để tống tiền bà Thành. Vừa vào đúng lúc nguy cấp, thì Diễm Quỳnh xuất hiện. Diễm Quỳnh là con gái của ông Trùm, nên võ công cũng rất tốt. Cô có thể đánh bại luôn cả Khang. Khang mặc dù cũng giỏi võ công, nhưng cũng không thể nào đối phó lại với Diễm Quỳnh được. Diễm Quỳnh đá vào bụng của Khang, khiến Khang bị mất thế. Sau đó, cô nhanh chóng đưa Đăng đi. Hai người chạy được một đoạn khá xa, thì mới có thể dừng lại để thở. Đến đây, thì chắc có lẽ Khang đã không còn đuổi kịp bọn họ nữa. Diễm Quỳnh hỏi tại sao Đăng lại hành động dại dột như vậy. Đăng phải hiểu là bà Ái Phương nguy hiểm đến mức nào. Một người như Đăng thì không thể nào đối phó lại với bà ấy được. Nhưng Đăng vẫn không biết lỗi sai của mình. Anh ta ngẩng mặt lên, nói với Diễm Quỳnh, đừng nghĩ là có thể cứu Đăng mà muốn nói gì thì nói. Nếu như không phải vì bà Kim Ngân phá vỡ kế hoạch của Đăng, thì mọi chuyện sẽ không ra nông nổi như ngày hôm nay. Nhưng sau chuyện này, liệu Đăng có còn tiếp tục đối phó với chị em của bà Ái Phương nữa hay không? Tất cả sẽ có trong các diễn biến tiếp theo của bộ phim Kế hoạch hoàn hảo trên Kamita TV. Nếu thấy hay xin hãy cho kênh một like và một đăng ký để ủng hộ nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.